người Dao ở đây thì họ còn lưu giữ được tất cả những cái giá trị văn hóa của dân tộc, từ cách ăn mặc, từ những cái phong tục tập quán thì họ còn lưu giữ lại được. Và đến đây thì du khách có thể được đi thăm xung quanh bản, được đi thăm hang và sẽ được đi thăm hàng thổ cẩm mà chính do tay người dân ở đây tự tay làm, thêu thùa những cái túi rồi những cái váy áo của người dân tộc thì cũng chính tay các chị em ở đây tự tay làm. Hiện tại là bây giờ mới làm có hai nhà, gọi là nhà để cho khách ăn khách ở. Thế nhưng mà theo cái xếp sáp ấy, thì giờ trở lại thì cũng chưa có gì là xáo trộn, bởi vì riêng cái gian nhà mà mình để giường thờ ấy, thì gian nhà này là phải để nguyên chứ không được phép để giường nó lẫn vào, giường khách nó lẫn vào cái gian đấy. Nên đấy là phải để riêng giường thờ. Mà cái giường thờ ở đây ấy thì là nhiều nhà các khách vào cứ hỏi là sao lại làm đường giờ nó đơn giản như thế, nhưng mà tức là trưởng họ thì mới được làm một cái giường thờ sang trọng. Mình đi cũng khá nhiều nơi, đồng hồ mình cũng đi nhiều nơi rồi, nhưng mà cái hình thức ở đây là lần đầu tiên, hình thức du lịch xôm Tây kiểu dân dã, cái người chủ nhà và người khách người ta có một cái mối liên hệ rất là mật thiết, nó không cách bạch giữa người dùng dịch vụ và người cung cấp dịch vụ, đấy, làm cho khách đến người ta cảm thấy là rất là thoải mái, rất là an tâm ở trong các cái sử dụng các cái dịch vụ về du lịch ở đó. Thank you.
bên tay phải đấy rồi vuốt lên máy vào máy vào máy. Về với xóm Ké Xây Lương Đà Bắc thì các du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động như là chèo thuyền kayak, chèo bè mảng, là đi thuyền lớn dạo vòng quanh lòng hồ sông Đà và có thể là lên suối tắm cua bắt ốc và tham gia một số hoạt động là trekking đi bộ. Còn về ẩm thực thì có thể là các bạn cũng sẽ tự làm một đầu bếp như tự làm đầu bếp trong khu vực homestay luôn. Thế là các bạn sẽ vào cùng tham gia hoạt động nấu ăn cùng gia đình ạ. Khách nước ngoài thì sẽ phục vụ khác, ví dụ như tôi sẽ làm phục vụ theo kiểu Âu, nhưng khách nước ngoài thì thường ăn những thực phẩm nó mềm hơn như là nem hoặc thịt kho rồi nấu súp như súp bí ngô tại địa phương. Còn khách Việt thì tôi tăng cường như là sản phẩm ẩm thực của địa phương mang tính đặc sản ạ. Đa số khách đều phản ứng và khen gia đình là rất tốt. Nó cũng đáp ứng được cái yêu cầu cơ bản của cái khách du lịch, nhất là mình. Có những cái mình ấn tượng là ví dụ như cái thiết bị trong nhà tắm, người ta rất thông minh là người ta sử dụng ví dụ như cái lô quần giấy người ta dùng bằng tre, hoặc là cái gương thì người ta dùng những cái vật liệu của cái địa phương người ta làm, viền gương đều bằng tre cả. Hoặc là ví dụ là cái ống ghen đi dây điện, người ta làm một cái luồng đấy, mình ấn tượng những cái đấy và những cái đấy sẽ là thu hút mình đến sẽ quay trở lại. Yếu do là gì? Do không hấp thu được, có nghĩa là kháng. Bây giờ nó không và tạo thành ra là gì đấy nó đó.